Ừ, sáp gì nó mất cái gì đó. Cái trái này rồi đó, ngồi xuống đó. Thanh niên nhiều tệ hại không đó, như vậy nhà đâu vậy giữa đó ha, ra là mọi người học cái giữa cái thành viên tòa em. Xương cốt rồi rời hết rồi. Rồi mềm. Đừng có gồng. Đừng có gồng. Để cái tự nhiên. Đừng có gồng. Cái bà này nghe thấy sợ phải không? Này là bị đau rồi, không cần dừng, cần dừng riết rồi. Nó cứ dừng dừng phải không? Đây nè, thấy không? Chân này bên đây đau nhiều hả? Đấy, nãy bên kia không có, đây bị thấy không? Đấy. Khớp gối rồi lỏng le hết rồi nè. Mấy giờ rồi? Em chưa lấy vợ, đừng nói chưa lấy vợ nha. Làm ông người tôi tốt một hôi. Nghe hả? Nghe tốt phải không? Ui, chồng tiêu xương luôn. Rồi, xích ra đây chút. Rồi, đưa cái này vô đây, đó, vậy đó, vậy nè. Thấy chưa? Rồi, xếp xếp cái mông vô chút, xếp chút đó, xếp chút nha. Rồi, quay qua. Rồi, rửa này ra đi chút xíu. Đấy, nhìn là nghe hết rồi rồi. Nghiêng ra rồi, nằm nghiêng ra, nghiêng mười sách ra đi. Cái này chút đúng rồi. Thôi, ngồi dậy. Bây giờ cũng sướng lắm rồi hả? Từ bình tĩnh, Rồi, vậy đi. Bỏ hai chân xuống. Nha. Yeah. Okay. Okay. Rồi ngã ngã cho mọi người thấy hết hồn chơi đó. Rồi. Xong rồi sao rồi, thấy ngon chưa? Thấy ngon rồi. Rồi giờ không đến nữa. Hope the end.
Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.